nhá. Đây là bộ mặt của con Đỗ Thị Vẻ này. Con này khoảng chừng 50 tuổi, thằng chồng là Đỗ Danh Tâm đây. Tầm hơn 50 tuổi một tí. Là 470 triệu, ý đồ là ăn quỵt không trả tiền. Giấy tờ nhá, vay lợ có giấy tờ đàng hoàng này. Nhà nó làm đơn cam kết hứa này, không giả được thì giả bằng đất bằng ruộng này. Nhưng 10 năm nay rồi, nhất định không giả rồi. Không giả nhá. Đây mọi người nhìn nhá. Nhất định không giả. Đấy. Chây lì lắm. Riêng cái nhà này à, chây lì. Hôm nay là ngày rằm cho nên là đi đến sớm đấy để đọc cho nhà nó biết. Tâm Vẻ ơi, giả tiền bố mày đây. Ít mày mày không ăn không ăn hỏng được đâu. Ít mày mà chó mày à. Giả là bố mày đây. Ít mày à. Trốn trôi trốn nổi nhủng như con chó. Ăn quỵt của bố mày kìa nè. 470 triệu đây. Yeah.
Là la la.